Cuộc tình của Vương Phi và Tạ Đình Phong trong suốt hai thập kỷ qua tốn không ít giấy mực của báo giới. Trong khi một số nguồn tin khẳng định cả hai sẽ kết hôn, sinh con, vài ý kiến khác lại cho rằng họ thường xuyên cãi vã và nguy cơ đường ai nấy đi, không sớm thì muộn. Trước những thông tin tràn lan, cặp đôi nghệ sĩ đình đám đều giữ động thái im lặng. Vào khoảng tháng 7 năm nay, công ty quản lý của Tạ Đình Phong vừa phản hồi xung quanh những tin đồn đời tư của nam diễn viên. Theo đó, mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết với nội dung như Vương Phi sinh hạ con gái cho Tạ Đình Phong, Tạ Đình Phong sửa di chúc sau khi bạn gái sinh con. Đại diện tài tử khẳng định tất cả đều là tin bị đặt và yêu cầu những người đăng tải phải gỡ xuống ngay lập tức. Những thông tin trên gây xôn xao dư luận, đồng thời tác động xấu đến công việc, cuộc sống của Tạ Đình Phong. Chúng tôi sẽ thông qua luật sư thu thập bằng chứng và nhờ pháp luật can thiệp, vị đại diện chia sẻ. Trước đó đã có nhiều tin đồn lan truyền rằng Vương Phi đang mang thai đứa con đầu tiên giữa cô cùng Tạ Đình Phong. Mới nhất, Trang Soho dẫn nguồn tin từ bài đăng trên diễn đàn mạng xã hội liên quan tới thông tin Vương Phi đang cố gắng mang thai ở tuổi 52. Do vậy, Tạ Đình Phong được cho là đã chi khoản tiền khủng 80 triệu nhân dân tệ, khoảng 283 tỷ đồng để giúp Vương Phi mang thai thuận lợi và an toàn. Dù không biết thông tin này là sự thật hay chỉ là tin đồn đại vô căn cứ, nhưng cộng đồng mạng vẫn bàn tán xung quanh về vấn đề này. Thậm chí, Tạ Đình Phong còn bị nghi ngờ muốn sửa đổi di chúc và thừa kế tài sản để con của anh cùng Vương Phi không bị thiệt thòi. Sau tin tức, nhiều người cho rằng Tạ Đình Phong thực sự có thái độ phân biệt đối xử quá rõ rệt với các con. Nếu như anh hoàn toàn bỏ qua hai cậu con trai Lucas và Quintus thì lại để ý đến con riêng của bạn gái. Tạ Đình Phong luôn vắng mặt trong ngày sinh nhật của hai con trai, trong khi thực tế bọn trẻ đều mang họ của anh. Trong khi thờ ơ với hai con trai, Tạ Đình Phong lại yêu quý Lý Yên một cách thái quá. Trong sinh nhật của cô bé, nam tài tử còn vào bếp nấu nướng một bữa ăn thật đặc biệt. Sự phân biệt đối xử này của Tạ Đình Phong khiến cho ông Tạ Hiền, bố đẻ của anh, nóng mặt không ít. Được biết, ông Tạ Hiền đã phản đối gay gắt trước quyết định của nam tài tử. Từ trước đến nay, ông luôn dành sự quý mến đặc biệt cho con dâu cũ Trường Bá Chi. Ông cũng rất thương hai cháu trai. Tạ Hiền từng công khai để tiền thừa kế cho hai cháu nội, thay vì hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Cũng chính vì thái độ của ông Tạ Hiền mà Tạ Đình Phong đến giờ vẫn chưa cưới Vương Phi.